Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gapfly. Và video này thì mình sẽ cho các bạn xem một cái mod mới của mình, cái chiếc máy bay B-52. Và có rất là nhiều bạn gửi yêu cầu về kênh Gapfly của mình ha, khi mình mod cái chiếc máy bay B-52. Đây, khi mình mod cái chiếc máy bay này này, và sau đó chúng ta sẽ đi gãi bơm vô cái khu quân đội. Chà, một cái ý tưởng rất là hay ha. Được rồi, để video này chúng ta sẽ cùng thực hiện cái ý tưởng đó cho các bạn xem. Đây là cái chiếc máy bay B-52 mình vừa mới mod, rất là bự, nó bự chà ba lửa luôn. Rồi mình sẽ cắt cánh lên cho các bạn xem ha. Và chuyển hướng qua cái khu quân đội. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt mấy cái bánh vô. Wow, ngon lành. Cái gì chứ lái xe mình lái không được, chứ lái máy bay mình lái khéo lắm các bạn ơi. Kỹ năng mình lái máy bay của mình là bá đạo luôn á. Thì với cái mod B-52 này thì chúng ta kết hợp với cái mod gãi bơm á. Mình đã cài cái mod gãi bơm vô rồi, nhưng mà ngày qua giờ mình test không được. Là mình cài vô rồi nhưng mà mình quăng mấy trái bơm không được các bạn. Mình không có biết cái phím để mà quăng mấy trái bơm. Thì video này mình sẽ bay qua cái khu quân đội. Và mình sẽ kết hợp với cái mod Domino mà trước đó mình quay video test cho các bạn á. Nó còn dữ dội hơn cái mod của thằng gì nè, của cái thằng gãy bơm nữa, cái mod mà quăng bơm á. Đây, để mình kết hợp với cái mod Domino cho các bạn xem. Cho thêm miếng nhạc nữa đi. Wow, nghe nhạc này phê ha. Rồi mình sẽ kích hoạt cái mod Domino lên cho các bạn xem nè, chắc chắn là các bạn sẽ kích thích luôn á. Gãi từ từ thôi ha. Gãi cái Domino thì mình sẽ chơi cái hiệu ứng này đi. Ok. Wow. Các bạn thấy mình gãi chưa? Nè, đây nè. Giống như là phát quà vậy đó. Hey, what the fuck? Trời, mình chết luôn rồi kìa. Oh my god, mình quên chỉnh mật mã bất tử. Rồi, mình quên chỉnh mật mã bất tử rồi. Oh my god, cái mod Domino. Chúng ta lên máy bay, siêu máy bay B-52 sau đó gãi mấy này ha. Thực ra là có cái bản mod để mà gãi mấy cái quả bom nguyên tử nữa các bạn. Nhưng mà mình cài rồi nhưng mà vô test không thành công. Vì thế là mình sẽ kết hợp với cái mod Domino này ha. Wow. Trước tiên thì chỉnh lại cái thời gian đi. Trời tối mình không thích lắm. Mặc dù là trời tối nó rất là mát và nó rất là thật, nhưng mà trời tối thì các bạn xem trên cái thiết bị điện thoại Android nhé, cái màn hình nhỏ nó tối hù à. Vì thế mình sẽ chỉnh ban ngày cho các bạn xem nó dễ à. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển ra cái sân bay, bỏ cái mấy cái bỏ mod Domino đi ha. Rồi, chỉnh lại cái chiếc máy bay B-52 nè. Đang fill mà. Rồi, tiếp tục là mình sẽ chỉnh bất tử. Cái cách chỉnh bất tử rất là dễ. Các bạn chọn vô Play Option nè, đúng không? Rồi các bạn chọn cái phần đây, cái phần này nè. Nè, trên này nè ha. Bật nó lên. Rồi, như vậy là chúng ta đã được bất tử rồi đó. Bất tử xuyên suốt trong game luôn. Ok, chúng ta tiếp tục nè. Giờ mình sẽ bắt đầu cắt cánh lại cái chiếc máy bay B-52 của mình ha. Nãy đang lái ngon lành. Wow. Cắt mấy cái bánh xe vô, lái máy bay mà. Mình sẽ cắt mấy bánh xe vô nha. Đấy. Rồi, bay qua cái khu quân đội nào. Bên kia sao mà ồn quá vậy? Đó thì đây là một cái mod máy bay B-52 và dạng này là dạng add-on nữa các bạn. Add-on là sao? Add-on là chúng ta không có cần thay thế cái ví dụ như là có một cái máy bay sẵn ở trong game đúng không? Các bạn sử dụng cái mod thay thế là chúng ta ra lấy mấy cái file giao diện chúng ta thay thế cho một cái máy bay có sẵn, thì không phải. Đây là một cái mod thuộc dạng add-on, là chúng ta có thể là thêm vô một cái phương tiện mới. Thì nếu mà bạn nào mà thích
cái chiếc máy bay này. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà cài đặt nó trong cái video sau ha. Còn nếu mà bạn nào đã từng xem qua cái mod hướng dẫn mà thêm một cái siêu xe mới trong game GTA 5 thì các bạn có thể là làm tương tự cho cái chiếc máy bay này. Còn cái link mà download chiếc máy bay này á, mình sẽ để ở phía bên dưới đoạn mô tả video để mà cho các bạn có thể là click vào đó để mà tải cái mod cái chiếc máy bay B52 này ha. Wow, đẹp. À, mình phái cái góc nhìn camera này nè, các bạn thấy đẹp ghê không? Ồ, chút xíu nó đâm vô núi luôn rồi. À, chúng ta sắp tới cái khu quân đội kìa. Khu quân đội chúng ta phải bay cao lên xíu mới được. Bay cao lên ha. Rồi, để mình bật cái mod domino lên cho các bạn xem. Gãi mấy cái miếng bự bự này nó mới đã. Đó. À, chúng ta gãi mớ vậy thôi. Gãi quá cái nó lắc. À, pha. Wow, dưới đó có UFO nữa kìa. Đó, mình sẽ gãi xuống như cái khu quân đội này. Oh shit. Không lẽ nó phát hiện ra tại. Ây da. Máy bay tìm kích của nó kìa. Oh man, mình bị dính cái chiếc máy bay tìm kích của nó hèn chi. Trời, sao nó ngã lẹ chứ vậy? Ê, coi chừng ngã đầu tao mày, từ từ. Cứ từ từ, chuyện gì cũng không từ từ. Ngã gì lẹ, ghê thiệt chứ. Che lại. che lại. Wow. Cái chiếc máy bay B-52 của mình chưa kịp gãi gì hết. Cái mod gãi bom của mình... Wow. Chạy hoài gì cũng không phải là cách. Để mình chơi coi có cái cách gì vui vui hơn không ạ? Đúng rồi, lên chiếc mô tô. Cái này thì nó bự quá. Rồi bắn mình thấy ghê gì. Rồi chơi chiếc này được nè. Sau đó mình sẽ chỉnh chiếc mô tô. Up raw. Thử nha. Oh my god. Bước vô khu quân đội này nó bắn thấy ghê như vậy. Cái chiếc máy bay B-52 là thấy là không làm gì được trong cái khu này đó các bạn. Đúng rồi, mình chỉnh cái chế độ tự sửa thứ. Mình chỉnh chế độ tự động sửa ha. Auto repair. Không, xe này sẽ không bao giờ hư. À. Cuối cùng cũng đã ok. Mình vô khu quân đội mình đạo cho một đống luôn. Giống như là chơi mở đại tiệc trong khu quân đội đấy ha. Cái chiếc máy bay B-52 nhìn nó cồng kềnh quá các bạn ơi. Nhìn nó bự té không đã. Bây giờ à đúng rồi, để quay trở lại cái sân bay đi, mình có cái trò này còn vui hơn nữa nè. Chạy trong cái khu quân đội gì hoài nó đâu đã. Chúng ta chọn cái teleport đi. Đây là teleport đúng không? Rồi, xong rồi mod cái chiếc B-52 lại. Oh my god. Trời ơi, các bạn xem cái kích cỡ của cái chiếc máy bay B-52 so với mấy chiếc kia kìa. Mấy chiếc kia là không có vé nào luôn à. Wow.
tài trên Domino rồi nó rớt xuống kìa. Ngu người dám chạy với cái lượng máy bay. Chơi gì để mới đá nè. Holy shit. Không ổn tí nào. Chúng ta bay lên trên bay lên trên trời rồi ha, mình sẽ thả dù. Ê! Trời ơi, nó ấy chặn cái chiếc máy bay của mình lại chứ. Còn cái mod gì nè, ném bom đẹp lắm đó các bạn. Đi gan ném bom nguyên tử đó. Đi gan trong phim như đó nha. Nhưng mà mình cài không thành công. Mình cài rồi nhưng mà không có biết nhấn cái phím nào để cho nó thả bom á. Nó kêu nhấn cái phím cách mà nhấn hoài nè. Nè, nó có ném bơm đâu. Phải chờ đậu. Ok, bay cao cao lên đi. À, mình giống như là đi gãi này, giống như là gãi hàng cho mấy nó đó nha. Gãi mấy con số, đúng rồi. Nè, các bạn nhìn gãi mấy số nè. Wow. À, cho tụi mày dưới đó lụm cho đá luôn. Này giống như là máy bay. Ê, quay. Gì vậy? Không được. Nổ các bạn ơi, nổ. Gì kỳ vậy ta? Sao mà ở trên trời sao mà để mà ê Yahoo. Ây da. À, để mình coi rồi. Kìa các bạn xem kìa, xịu chứ, kìa nó đang ghê chút kìa, xịu đẹp chứ. Hứng rớt lên đầu nè, ngu người nè. Bụp. Ờ, chơi cái này mới đã. Wow. Ai, còn mình có cái chơi này còn nhanh hơn nữa nè. Skyfall. Ủa sao nó không tạo ra ta? Đây, ngon lành. What the fuck? Chắc hồi dân ra khỏi game luôn quá. Holy shit. Ây da. Trời ơi, cái máu kìa. Trời ơi, xịu chứ. Trời ơi. Rồi. Ý trời, mình có chính bất tử mà chết luôn kìa. Cái cú té đó hình như nó quá trời nặng đó các bạn ơi. What the fuck thật chứ. Holy. Oh my god. Hey. Đây nha, chúng ta lại nha. Mình có chỉnh một mã bất tử mà nó còn chịu không nổi nữa vậy. Đấy. Đây, mình để mình lượn một vòng lát cho nó gớt xuống. Wow. À, đây là Phan ôm cua cái nhà này nè. Đúng rồi. Ê shit. Ốc. Thôi hên. Mình quá thông minh đi. Năm đầu vô đó rồi. Giờ dăng ra khỏi game nữa rồi. Oh shit. Mình chơi cái game này đúng là cái máy chịu không nổi luôn các bạn. À, bị lỗi head top working nữa nè. Chơi kiểu này máy nào chịu cho nổi. À, được rồi. À, chúng ta tạm dừng cái video này nha. Đang chơi ngon lành nè.
chơi theo kiểu của mình là các bạn chơi không nổi đâu. Thực ra cấu hình của mình cũng trâu lắm á, mới chơi cái kiểu của mình chơi nó mới nổi thôi các bạn thấy không. Mấy cái mod ví dụ như câu thằng chú rồi nè, xe bay tùm lum bây giờ cái gam là nó chạy muốn không nổi luôn á. Rồi chúng ta tiếp tục trong cái video sau, nhớ click like và share để ủng hộ cái video của mình nha các bạn. Cái mod mà máy bay B-52 và cái mod mà Domino mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách cài đặt ngay sau video này thôi, và mình sẽ up trên cái kênh GT5 Việt Mod, kênh mới của mình đó. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh đó để mà theo dõi những cái video hướng dẫn cài đặt của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.